Xin chào cô chú anh chị em, xin chúc cô chú anh chị em luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Hôm nay Lực muốn chia sẻ đến cùng với mọi người cây ổi Nhật của Lực ha. Thì hôm bữa mình đã chia sẻ rồi, nhưng mà nó còn trái nó còn nhỏ lắm. Bữa nay thì nó đã lớn, và lớn thì không lớn nhưng mà nó đã chín ha. Thì bây giờ mình sẽ quay cái máy quay phim lại, mình chia sẻ đến cùng với mọi người. Đây là đây, nó đây nè, cả nhà thấy không? Đó, rất là nhiều ha, rất là nhiều trái chín đỏ hết ha. Ở trên kia nữa ha, trên kia để mình zoom vô cho cả nhà xem ha. Xum xuê, trái xum xuê ổi Nhật ha cả nhà. Ăn rất ngọt ha cả nhà, ăn rất ngọt, rất là ngon. Nó không có được bự thôi, nó không có được bự thôi. Nhìn thấy quá nhiều trái luôn, năm nay nó nhiều trái ha. Năm ngoái không biết lý do nào mà nó không có nhiều trái. Đây một chùm ha, chùm mà có một số chưa có chín nữa nè. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Thấy mà ham luôn à. À, nó cỡ ngón cẳng cái ha cả nhà. Trái mà bự nhất á, nó khoảng ngón chân cái của mình. Ở trên này nữa nè, nó hơi nắng, hơi nắng chá. Đi một vòng tốt ở trên ha, ở trên là phải bắt hàng hái. Cả nhà cũng nghe tiếng chim kêu mà mình không thấy chim nó ăn ha cả nhà, không thấy chim nó ăn. Thì cái phía bên kia nó nhiều hơn đó. Cây này thì cả nhà cũng đã thấy qua, nó là cây tắc nằm chung với cây ổi. Ở Mỹ ha, đây là ở Mỹ. Nếu ai coi video của Lực rồi thì biết đã biết ở Mỹ, còn ai chưa từng coi thì Lực nói lại ở Mỹ, trồng cho vui vậy đó mà. Cái hướng bên này nó nhiều hơn ha, không biết lý do nào. Hướng ở bên này thì thấy nó khá hơn. Hướng bên này hết dẫn. Thì ở đằng kia nó cũng cũng có nhưng mà nó ít thôi ha. Ở phía bên này, phía bên này. Cái vườn này mình làm hôm nào nay nó giống vậy rồi nè, chưa có xong ha. Cho nên mình chưa có lên video. Cây này cây nhỏ nè, cây nhỏ ở đằng kia được mấy trái bưởi nè, nó ra bông nhiều lắm nhưng mà không có nhiều trái, nó mới đậu tại vì nó mới ngọt lắm cho nên là không săn sóc. Đây, cây này nó nhỏ hơn ha. Cây này đúng ra nó cũng bự bằng cái cây đằng đó đó, nhưng mà mình dời tới dời lui á, đem nó đi đầu này đem nó đầu kia cho nên nó không có được bự lắm, nó không có to lắm, giống như cái tàn nó không có lớn. Có trên này ha. Đó, thì bên này nó cái tàn nó nhỏ cho nên nó ít trái ha, không có bằng ở bên kia. Rồi hết chuyện, cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi.